Xin chào các bạn, Bác Việt vừa thực hiện xong ca nâng mũi nhân tạo cho một vị khách hàng. Như các bạn thấy trên hình là trước khi phẫu thuật thì mũi khách hàng của chúng ta khá là thấp. Đây là góc nghiêng mà Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du chụp trước khi chị bước vào phẫu thuật. Là sóng mũi giữa phần mắt rất là thấp nha các bạn. Cái yêu cầu của khách là người ta cứ nâng cái đầu này lên cao một vừa phải để cho nó nhìn qua được, nó tương đối tự nhiên. Cái đầu mũi nâng nhẹ cho nên cái mũi này mình không thể nâng cao nhiều quá. Theo như mong muốn của khách hàng thì khách hàng chỉ muốn nâng ở cái mức độ là S-line nhẹ nhàng tự nhiên và đưa cái đầu mũi ra một chút xíu thôi. Nên là chị sử dụng phương pháp là sụn nhân tạo của Mỹ và sử dụng chất liệu sụn mềm. Thì ngay cái phần sóng thì sẽ lên dáng rất là tự nhiên và rất là mềm mại, không có hạn chế gây ra cái sự là bóng đỏ hoặc là gây ra mỏng da cái phần sóng này các bạn nha. Thì bác Việt vừa mới thực hiện xong ca phẫu thuật rồi và bây giờ thôi chúng ta sẽ cùng xem cái dáng mũi của khách hàng của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Là sau 30 phút thực hiện, theo như mong muốn của khách hàng thì bác chỉ nâng nhẹ cái phần sóng ngay giữa hai chân mày lên một chút xíu thôi nha các bạn nhé. Em đưa thẳng lên đây giùm chị. Đó. Chúng ta có sự so sánh rõ rệt trước và sau khi làm. Đó, cải thiện rất là rõ rệt, đầu mũi được dựng thẳng nè, dựng trụ mũi và đặc biệt các bạn có thấy cái phần cánh mũi không ạ? Khi mà bác Việt dựng trụ lên thì cái cánh mũi cũng kéo theo luôn và gom cái cánh mũi lại rất là đẹp. Mới làm xong nhưng mà sưng bầm hầu như là cũng rất là hạn chế nè. Bây giờ mình có thấy khó chịu không ạ? Mình còn đau không chị? Đó, không đau nha các bạn nha. Nâng mũi thì bác sĩ sẽ gây tê cục bộ cái phần mũi và làm rất là nhẹ nhàng. Nâng mũi nhân tạo thì chúng ta chỉ thực hiện trong vòng 30 phút thôi. Những trường hợp mà khách hàng muốn nâng nhẹ nhàng S-line như vậy thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp đơn giản, cũng không cần sử dụng những phương pháp cầu kỳ như là sụn tai hoặc là bọc megadom. Nhưng mà sử dụng sụn nhân tạo thì khách hàng nên lựa chọn cái chất liệu sụn mềm thì nó sẽ đẹp luôn cả cái phần sóng mũi và đẹp luôn cả cái phần đầu mũi luôn. Còn những khách hàng mà muốn nâng cao cái phần sóng mũi nhiều thì chúng ta có thể đổi sang phương pháp khác, đó là phương pháp sụn vành tai hoặc là kết hợp bọc megadom, để cho khi mà nâng cao như vậy thì cái phần sóng mũi không có bị mỏng và megadom hoặc là sụn vành tai sẽ có tác dụng là làm dày da vùng đầu mũi hoặc là vùng sóng mũi các bạn nha. Những khách hàng nào mà chúng ta đang tự ti về cái chiếc mũi của mình bị thấp nè, thì chúng ta bị gồ hay là chúng ta tự ti thì chúng ta có thể liên hệ Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du, số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.